Vâng, xin chào 500 anh em. Hôm nay phái đoàn đến gọi là thung lũng tình yêu của Đà Lạt. Đây là ông Duy Khánh, ông đang kỷ niệm ngày cưới của cậu. Đây, đây, vào đây, vào đây. Nó ngồi cầm bố điện thoại. Cầm chết, cầm đi vào trước, đi vào trước kia đi. Ui, tháp Eiffel này. Tháp Eiffel này. Bố đâu? Đây này, chụp chút này đẹp mà. Ai thung thung lũng tình yêu đây thì có cầu kính chưa? Có đi vào kia ơi, đây cầu kính chưa? Đi vòng cứ đi vòng nhé. Đi vòng qua cầu kính không đi? Cầu kính đi bên này nè. Ơi, kéo quần lên. Vâng. Ơi. Có kính bọn mày sợ cậu không đi đâu Năng ạ. À. Có dám đi không? Đi, bé không đi. Tối ra chú này tối chơi đây không tình yêu quê. Hả? Tối phải đi. Này xuống đúng tình yêu. Đi mê cung thì giới thiệu cho bà con để biết thung lũng tình yêu này. Chị một câu ở dưới à? Hả? Đây nữ thần tự do này. Con kia nó bỏ bố lên đây cô. Nào bố bố đang qua là bố lên sao? Đưa mẹ có tiền lẻ đấy vào mẹ. Rồi tiêu tiền chẵn. Cho thức ăn ở đậu à? Đây đưa đây xong chưa tiêu tiền xong. Này con ơi. Này con ơi. Này con cầm này, nặng vai rồi. Ôi nặng vai rồi cửa. Này cho con cầm. Thôi đây. Cầm nó. Đấy. Nó nhìn thấy con này à chưa? Xem mấy cái nhà đây, mấy cái giả tiền. Không được thôi, thế thôi, mỗi người để mà. Mẹ ơi,
cầm thức ăn nó mới được, cầm thức ăn mới được. Việt ra, Việt. Việt ơi, Việt ơi. Hả? À, con này. À, mổ. Ê. Chụp cho mẹ mày. Chụp cho mẹ mày. Đây, Thủy đâu? Lên này. Không ăn thì nó ai đâu. Cầm điện thoại mà chụp cho mẹ mày. Cứ gửi lên nhóm ấy. Thôi, tranh thủ đi nhanh đi, giải hết giờ đi chỗ khác. Cầu kính. Đấy. Vâng, tôi xin chào 500 anh em nhé.